Odessa trong tầm ngắm của Putin. Hoàng Thái xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Thái độ làm ngơ của Tổng thống Zelensky đang khiến Mỹ và NATO đứng ngồi không yên khi mà càng Odessa có nguy cơ sẽ rơi vào tay người Nga. Trong khi đó, thì quân đội Ukraine dường như đang tập trung quân lực cho mặt trận tại Bắc Mút. Vì điều này mà mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine đang cực kỳ căng thẳng. Trong khi đó, thì tình thế đã đổi chiều thị trường Nga từng bị bỏ rơi, giờ đây lại là mảnh đất khao khát của phương Tây. Tương lai của Ukraine ngày càng trở nên đen tối hơn dưới sự lãnh đạo của chính quyền Zelensky. Tất cả những thông tin thú vị này sẽ có trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Odessa trong tầm ngắm của Putin Nỗ lực của Ukraine trong cuộc phản công nhằm giành quyền kiểm soát lãnh thổ từ tay người Nga thực chất chỉ là màn trình diễn đánh bóng trên truyền thông. Thay vì giành lại các vùng lãnh thổ đã mất, thì cuộc phản công đã khiến hơn 500 binh sĩ thiệt mạng mỗi ngày. Tuy nhiên, chính quyền Kiev dường như không hề bối rối trước những kết quả nghiệt ngã này. Nhân lực và thiết bị tài nguyên của Ukraine tiếp tục được đổ vào mặt trận phía đông, mặc dù không mang lại kết quả như mong muốn. Rõ ràng, người Nga mở mặt trận Kubians là nhằm buộc quân đội Ukraine phải gian trải quân trên cả chiến tuyến. Giờ đây, thì chính quyền Kiev đang bắt đầu phải trả giá. Những nơi quan trọng như Zaporozhye, thành phố có tầm quan trọng chiến lược đang bị Tổng thống Zelensky sao nhãng. Như video ngày hôm qua chúng tôi phân tích, các tướng lĩnh Mỹ và Anh hiện đang tỏ ra vô cùng giận dữ với bầu tổng tham mưu Ukraine khi mà tướng Zaluzny đã dồn quân trong một nỗ lực vô ích nhằm chiếm lại Bắc Mút. Tờ Financial Times hôm 20 tháng 8 cho biết, mối quan hệ giữa Kiev và Washington hiện đang giãn nứt do các quan chức Mỹ ngày càng chỉ trích chiến lược phản công của Ukraine. Theo tờ báo này, thì mấu chốt gây căng thẳng tập trung vào cách mà Kiev triển khai đội quân phía Mỹ yêu cầu Ukraine triển khai toàn bộ lực lượng vào mặt trận Zaporozhye ở phía Nam, nhằm chọc thùng các tuyến phòng thủ của Nga để tiến tới biển Azov. Nhưng mà thay vào đó, thì Tổng thống Zelensky lại ra lệnh triển khai những đơn vị thiện chiến nhất tới miền Đông trong trận chiến tái chiếm lại Bắc Mút. Zaporozhye là một địa điểm có tầm quan trọng mà không ai phủ nhận được. Thành phố này vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của người Nga và có khả năng định hình lại toàn bộ cục diện của cuộc chiến. Bất cứ bên nào kiểm soát được Zaporozhye đều có khả năng tiến tới Odessa, nơi đã trở thành chiến trường bắn phá của Nga trong suốt gần một tháng qua. Lưu ý, Zaporozhye cũng là khu vực mà cả Ukraine và Nga đụng độ dữ dội nhất khi mà Ukraine muốn giành lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này. Mỹ và NATO thì ngày càng lo ngại trước thông tin về việc Nga sẽ mở một cuộc tấn công mới để loại bỏ hoàn toàn quyền kiểm soát của quân đội Ukraine ở mặt trận phía Đông và phía Nam. Và liệu Điện Kremlin có ý định chiếm cảng Odessa hay không? Trong bối cảnh nga ngày càng gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV để đánh phá hàng loạt các cảng biển, cảng sông cũng như là phòng tỏa biển đen, có thông tin cho rằng Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã khuyến nghị Tổng thống Zelensky nên bắt đầu xây dựng các tuyến phòng thủ kiên cố tại Odessa và Mykolaiv, vì ông này cho rằng nga đang dự kiến tấn công theo hướng này vào mùa xuân năm sau. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Zelensky có vẻ như đang chần chừ và thời điểm này do tác động của truyền thông mà công chúng Ukraine vẫn nuôi hy vọng rằng quân đội của họ sắp tiến đến ranh giới của Crimea. Vì vậy mà Tổng thống Zelensky lo ngại việc xây dựng các cứ điểm phòng thủ sẽ khiến dư luận trong nước cho rằng quân đội Ukraine đang ở tình thế tuyệt vọng hơn nhiều so với những gì mà truyền thông của phương Tây đã đưa tin. Trong khi đó, thì giấc mơ giành quyền kiểm soát Odessa sẽ là một chiến thắng lớn đối với người Nga. Bởi nếu như mà thu hồi được Odessa, thì đây sẽ là mảnh ghép cuối cùng cùng với bán đảo Crimea và cảng Sevastopol sẽ giúp Nga thống trị Biển Đen và Biển Azov tổng thống zelensky đang chơi một canh bạc khá mạo hiểm là rút một phần lực lượng ukraine ở mặt trận miền nam để giải cứu mặt trận miền đông đang gặp khó khăn vì điều này sẽ càng khiến ukraine không thể hoàn thành được mục tiêu và tiếp tục hứng chịu nhiều thương vong tại mặt trận Zaporizhzhia. việc bắc mút thất thủ hồi tháng năm vừa qua là một đòn đau đối với tổng thống zelensky nhưng mà nhiều khả năng cơn ác mộng của ukraine sẽ dữ dội hơn nhiều khi mà tổng thống putin quyết định tấn công odessa còn nhớ, vào cuối tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố phá hủy chiếc tàu chiến cuối cùng của lực lượng hải quân Ukraine là tàu Yuri Olefirenko. Tổn thất này càng làm suy yếu vị thế của Ukraine, đặc biệt là khi sắp đến tầm quan trọng chiến lược của cảng Odessa. Phải chăng là Odessa sẽ là mục tiêu tiếp theo của lực lượng Nga? Tất nhiên là cảng Odessa cũng là nơi mà NATO đang lo ngại nhất. Và liệu Mỹ và NATO có cùng dồn mọi nỗ lực để tránh thành phố cảng biển chiến lược này rơi vào tay người Nga hay không? Nga thu hồi Odessa, NATO có dám bảo vệ Ukraine. Không chỉ với Ukraine, Biển Đen cũng cực kỳ quan trọng đối với Mỹ và NATO. Nếu như mà xếp hàng các địa điểm trên toàn cầu mà quân đội Mỹ và NATO có thể chạm chán với nhau, thì Biển Đen có lẽ sẽ nằm gần danh sách đầu. Vùng biển này nằm ở sườn đông nam của châu Âu, từ lâu đã trở thành đấu trường cạnh tranh quốc tế giữa một bên là Mỹ và các đồng minh châu Âu, với một bên là Nga và các nước nằm trong không gian ảnh hưởng của Moscow có 6 quốc gia xung quanh Biển Đen, thì ba trong số đó gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Romani và Bulgaria đều là thành viên của NATO. Trong khi Ukraine lại thù địch với Nga và từ lâu đã coi Biển Đen là thiết yếu trong nỗ lực kiềm chế Nga. Trong khi đó, đối với Tổng thống Putin thì Biển Đen có vai trò quan trọng nhất trong chiến lược của Nga là sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Điều này đã nâng cao vị thế của Nga ở Biển Đen và trao cho Nga quyền kiểm soát Sevastopol, hiện là cảng biển nước ấm duy nhất của Nga. Kể từ năm 2014 đến nay, Nga đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại Biển Đen. Đến mức mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã từng cảnh báo rằng, vùng biển này gần như đã trở thành một cái hồ của Nga. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu NATO có dám bảo vệ Odessa trước sự tiến công của lực lượng Nga hay không? Khi mà quân đội Ukraine đang ngày càng suy yếu và vấn đề hậu cần đã trở thành một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Lưu ý là các tuyến đường tiếp tế từ Ba Lan tới Ukraine đều phải vượt qua chặng đường dài tới 700 km mới đến được Odessa. Tất nhiên, các tuyến đường này rất dễ bị tấn công bởi tên lửa hành trình của Nga. Vậy thì cung đường ngắn nhất cho NATO tới Odessa là từ Romania. Tuy nhiên, tuyến đường nhờ tốt nhất này lại phải thông qua Moldova, và quốc gia này không phải là thành viên của NATO. Lực lượng NATO di chuyển từ Romania sẽ an toàn hơn là từ Ba Lan, bởi Romani có các phòng không hiện đại của NATO có thể đối phó được với các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Tuy nhiên, căn cứ khu của NATO ở Romani cách Odessa tới 450 km. Đây là khoảng cách quá xa để trực thăng Black Hawk của Mỹ có thể bay thực hiện một chuyến bay khứ hồi mà không cần tiếp nhiên liệu trên không. Transnistria là mảnh đất có căn cứ của Nga tại Tiraspol, nằm ngay giữa Romani và Odessa. Đây được cho là một nơi phù hợp nhất của NATO nếu muốn rút ngắn quãng đường từ Romani đến cảng biển Odessa. Tiraspol là thủ phủ của Transnistria và cũng là khu vực khó bảo vệ nhất của Nga, bởi vị trí địa lý hiểm hóc của nó nằm kẹp giữa Ukraine và NATO. Vì vậy mà Nga không có đường tiếp tế nào cho khu vực này. Chính vì vậy mà quân đội Nga đã đặt rất nhiều hệ thống phòng không và mặt đất xung quanh căn cứ này. Tuy nhiên, phương án của NATO là tấn công căn cứ Tiraspol của Nga được cho là quá mạo hiểm. Gia đình có một cuộc tấn công của sư đoàn dù 101 với sự trợ giúp của quân đội Ukraine vào căn cứ Tiraspol. Thì trước hết, lực lượng NATO sẽ buộc phải chiếm được các cây cầu bắc qua sông Dnipro. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thì sư đoàn 101 của Mỹ phải vượt qua được các hệ thống phòng không S-300 và S-400 dài đặc của lực lượng Nga. Mỗi khẩu đội S-400 của Nga ở Crimea có khoảng 380 tên lửa. Những tên lửa này bao gồm 5 hoặc 6 loại khác nhau và có tầm bắn khác nhau, nhiều loại mục tiêu khác nhau mà chúng được thiết kế để tấn công hiệu quả nhất. Đặc biệt, tên lửa 40 n 6 e được thiết kế để tấn công các mục tiêu bay thấp trên đường chân trời của radar ở phạm vi lên tới 450 km. Đây là vũ khí khá lý tưởng để tiêu diệt trực thăng Black Hawk của Mỹ. Giới quân sự nhận định rằng, một khi cuộc đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Nga nổ ra, thì hàm đội Mỹ ở biển Adriatic ở địa Trung Hải có khả năng sẽ phóng tên lửa hành trình nhắm vào bán đảo Crimea. Như một cuộc tấn công liều lĩnh như vậy chắc chắn hàng không mẫu hạm của nato sẽ bị các nhóm tác chiến của tàu ngầm hải quân nga tấn công và có nguy cơ bị đánh chìm điện kremlin có thể leo thang cuộc xung đột này khi mà nga liên tục bị tấn công khiêu khích từ sự cố chiếm hạm Moskva, căn cứ không quân krum đường ống nord stream và gần đây nhất là vụ nổ cây cầu krum lực lượng nga có khả năng đánh chìm lực lượng hải quân của nato ở địa trung hải bằng một cuộc tấn công phủ đầu tuy nhiên đây mới chỉ là giả thuyết bởi khả năng Mỹ và NATO trực tiếp đối đầu với Nga là khá thấp. Còn đối với Ukraine, nếu mất Bắc Mút chưa đủ tồi tệ, thì Tổng thống Zelensky giờ còn phải đối mặt với cơn ác mộng lớn hơn nhiều nếu mà để mất Odessa. Và đó sẽ là cú đấm kép tàn khốc làm dung chuyển chính quyền Kiev. Mỹ bước bối, Ukraine khắc khoải chờ thất bại. Trong khi Nga được cho là đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công, thì vào thời điểm này, Mỹ và NATO đang ở trong tình thế tồi tệ nhất có lẽ vì vậy mà phương Tây đang muốn đóng băng cuộc xung đột vào mùa đông này. Tờ Washington Post hôm 19 tháng 8 cũng phơi bày tình trạng thiếu nguyên liệu để duy trì hoạt động sản xuất đạn dược. Điều này đã khiến lầu năm góc phải tranh giành nguồn nguyên liệu để duy trì việc sản xuất. Trong khi đó, công nhân tại nhà máy sản xuất tên lửa Storm Shadow ở Anh đang đình công vì lương thấp. Rõ ràng, trong cuộc chạy đua hậu cần, có vẻ như phương Tây đang hụt hơi trước người Nga. Thời điểm này, với những cuộc tấn công tự sát liên tục theo hướng Zaborozhi, thì Kiev đã phải tung ra lực lượng dự bị chiến lược cuối cùng là lữ đoàn 82. Tuy nhiên, kết quả mà lữ đoàn này đạt được dường như không như chính quyền Zelensky mong muốn. Trong bối cảnh đó, thì truyền thông Đức lại lập luận rằng cách duy nhất để Ukraine có thể giành chiến thắng là công bố chiến tranh toàn diện và huy động toàn xã hội với quy mô lên tới 3 triệu người. Tuy nhiên, một bài báo của New York Times tiết lộ rằng có hơn 500.000 binh sĩ của cả hai bên đã thương vong trong cuộc chiến. Tất nhiên thì truyền thông phương Tây vẫn ngụy tạo rằng phía nga là bên chịu tổn thất lớn hơn. Nhưng mà đáng tiếc là chỉ có tại Ukraine mới xuất hiện nhiều những nghĩa trang mới mọc lên, cùng những lời kêu gọi khẩn cấp hàng ngày về việc quyên góp túi đựng xác, quan tài và lò hỏa táng. Theo chỉ huy lữ đoàn 123 của Ukraine, thì chỉ huy đơn vị A7052 đã ra lệnh cho cấp phó của mình mang theo lò hỏa táng di động ra chiến trường. Phương Tây thì đang hô hào rằng Ukraine phải huy động 3 triệu người ra chiến trường trong khi chính quyền Kiev thì đang ra sức cưỡng bức đàn ông phải nhập ngũ, khi những binh sĩ từ trận không được chuyển thi thể ra khỏi chiến trường, mà họ được thiêu và giải trò ngay trên cánh đồng. Và đây là một cảnh tượng vô cùng đau đớn và tàn khốc đối với Ukraine. Chưa hết, tổn thất to lớn của Ukraine cũng được kênh ABC News xác nhận rằng, thông qua tiết lộ của hai lính đánh thuê nước ngoài, một trong hai người là cựu quân nhân Mỹ có bí danh là Tango cho biết, đơn vị hàng chục người của anh ta đã chịu thương phong lên đến 85%. Anh này cũng cho biết rằng, có đến 40% đơn vị bị thương nặng, đến mức mà không thể chiến đấu. Người lính đánh thuê thứ hai với biệt danh cá vàng đến từ Alaska thì thừa nhận họ chưa bao giờ phải đối mặt với một lực lượng chuyên nghiệp như quân đội Nga. Vậy thì tại sao với tổn thất lớn như vậy mà chính quyền Kiev vẫn ra lệnh cho các binh sĩ lao vào hàng phòng thủ của Nga? Phải chăng đây là những hành vi mang tính tự sát? Câu trả lời là bởi vì Tổng thống Zelensky đang lo ngại rằng nếu như mà Ukraine ngừng các hoạt động tấn công thì lực lượng Nga có thể mở một cuộc tấn công quy mô lớn. Vì vậy mà bất chấp tổn thất nặng nề, Kiev vẫn đổ quân liên tục vào các bãi mìn của người Nga. Chưa hết, kênh Resident của Ukraine cũng cho biết thêm rằng, tình báo Anh đang cảnh báo Kiev rằng Điện Kremlin nhiều khả năng sẽ tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Ukraine trong vài tháng tới. Rõ ràng, người Nga đang tiến hành chiến thuật tiêu hào một cách quá bài bản, đó là đánh cùng lúc cả hai mặt trận, tiền tuyến và hậu phương của Ukraine. Và với chiến thuật bài bản của quân đội Nga như vậy, thì liệu quân đội Ukraine sẽ tồn tại được bao lâu nữa? Phương Tây đang lén lút quay trở lại Nga Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Tây Ban Nha mới đây, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết nền kinh tế Nga còn khá nhỏ so với các nước có vai trò chính trị lớn khác. Nói về mối quan hệ giữa EU và Trung Quốc, thì ông Borrell khuyên rằng châu Âu nên giữ mối quan hệ hữu hảo với Trung Quốc bằng cách ví von Bắc Kinh là một ông lớn về mặt địa chính trị và phương Tây không nên đánh giá thấp hoặc là cô lập nước này. Trong khi đó, ông Borrell cho rằng nền kinh tế Nga quá yếu do phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng và ví von rằng Nga chỉ là một chú lùn về kinh tế, chỉ giống như một trạm xăng mà chủ nhân của nó là một quả bom nguyên tử. Tuy nhiên, truyền thông Đức lại nhận định rằng nền kinh tế Nga đã không đầu hàng trước các lệnh trừng phạt của phương Tây và nền kinh tế Nga không giống như Trung Quốc. Nga có thể tự cung cấp lương thực, nhiên liệu và hầu hết mọi thứ mà nước này cần. Không chỉ vậy, khi Nga tấn công Ukraine và chịu hàng loạt các lệnh trừng phạt của Mỹ và đồng minh, thì một làn sóng các thương hiệu lớn của nước ngoài đã vội vã rời bỏ thị trường Nga, để lại một khoảng trống mà nhiều người tin rằng sẽ làm tê liệt nền kinh tế của Nga. Các tập đoàn lớn như là McDonald's, Starbucks, Google, Microsoft, Nike, Zara và hàng trăm công ty khác bắt đầu giảm đầu tư, đóng cửa hàng và ngừng bán hàng tại Nga trước áp lực của các nhà đầu tư. Phương tuyển truyền thông phương Tây thì cũng đưa tin rằng đây là một cú sốc sẽ phá hủy nền kinh tế Nga. Và cuối cùng là người dân Nga sẽ phẫn nộ xuống đường biểu tình đòi lật đổ Tổng thống Putin. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Mà ngược lại, cuộc suy thoái ở châu Âu đã khiến các công ty phương Tây chịu khoản lỗ lên tới 300 tỷ đô la. Theo RBC Daily, thiệt hại do các doanh nghiệp nước ngoài ngừng hoạt động hoặc là rời bỏ Nga là từ 200 đến 240 tỷ đô la kể từ cuối tháng 2 năm 2022. Dẫu vậy, không phải doanh nghiệp nào cũng bỏ rơi thị trường và khách hàng Nga. Có khoảng 47 trong số 200 tập đoàn lớn nhất thế giới vẫn trụ lại kinh doanh như bình thường. Nhưng mà bây giờ đây, những thương hiệu lớn từng ruồng dãy nước Nga đang tranh giành lại chỗ đứng của mình. Một số thương hiệu quay lại thị trường Nga dưới một cái tên khác. Chẳng hạn như là nhà sản xuất pin Dushel trở lại Nga với thương hiệu mới. Trước đây, pin Dusselt-Bani có biểu tượng là Chú Thỏ Hồng. Thì giờ đây, sẽ có tên mới là Optichel với biểu tượng là Chú Gấu Đỏ công ty sữa Danone của Pháp đã đổi tên sữa chua Activia nổi tiếng thành sữa Atimo. Việc thay đổi tên không chỉ là một sự thay đổi ngôn ngữ đơn thuần, đó là một bước chiến lược để chinh phục các thị trường mới. Là đồng minh của Mỹ, thì Nhật Bản cũng quyết định giáng đòn trừng phạt kinh tế vào Nga bằng cách áp đặt các lệnh cấm xuất nhập khẩu ô tô đến và đi từ Nga. Tuy nhiên, thì báo cáo gần đây của TASS đã phơi bày một bí mật ngầm của các giao dịch. Báo cáo cho thấy xuất khẩu ô tô từ Nhật sang Nga trong tháng 7 tăng đáng kinh ngạc lên tới 53% so với mức trung bình của năm trước. Trong đó thì chỉ riêng dòng ô tô chở khách, mức tăng đã lên tới 84%. Như vậy, tổng số giao hàng của các phương tiện vận tải trong tháng 7 cao hơn 1,5 lần so với mức trung bình của năm trước. Có thể nói, các quốc gia phương Tây không thể tồn tại vững chắc nếu như mà xa rời hoặc là bị bỏ rơi bởi thị trường rộng lớn của Nga. Và cũng từ đó, nước Nga khẳng định được sức mạnh của mình trên thương trường quốc tế và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.